Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích đến cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1 kg đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường. À, thưa các bạn chúng ta thì đều biết rằng tiểu đường là một trong những căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải hiện nay à, tiểu đường đến từ có thể là đến từ do di chứng đến từ do chế độ ăn uống của chúng ta hay là từ chế độ sinh hoạt của chúng ta và tiểu đường thì gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm đồng thời là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tiểu đường còn khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi thường xuyên Ờ, và chính vì vậy làm như nào để hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả cũng như là ngăn chặn tiểu đường luôn là vấn đề được rất nhiều khách hàng quan tâm đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1kg đến từ Hàn Quốc và đây được xem là một trong những dòng thực phẩm, một trong những loại sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường đang được rất nhiều người sử dụng. Trong nấm linh chi có thành phần polysaccharide là một trong những thành phần hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả, đồng thời là làm giảm lượng đường trong máu. Hợp chất polysaccharide có trong nấm linh chi còn có khả năng là giảm làm giảm các biên chứng của căn bệnh tiểu đường ở đồng thời là khiến cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn trong quá trình điều trị. Và quan trọng hết khi sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi này như Kiều Oanh có chia sẻ, đó chính là nó có khả năng là làm giảm lượng đường từ đó thì khiến cho căn bệnh của chúng ta được giảm đi một cách rõ rệt cũng như là hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn. Ngoài ra, polisaccharit có trong nấm linh chi còn có tác dụng khôi phục tế bào tiểu đảo tuyến tụy và từ đó giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin. Nấm linh chi còn giúp ngăn chặn các tổn thương do alosan gây ra đối với các tuyến bào beta tuyến tụy, nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, thì dòng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc còn có khả năng là làm giảm các di chứng do tiểu đường để lại như huyết áp cao, ảnh hưởng đến thị lực hay thậm chí là ảnh hưởng đến thận của chúng ta vâng như vậy có thể thấy thì công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi vô cùng tuyệt vời đúng không ạ và bên cạnh đó thì chúng ta đều biết rằng là với người tiểu đường khi mà trong quá trình điều trị bệnh hay là mắc bệnh thì chúng ta phải có một chế độ ăn uống vô cùng nghiêm khắc cũng như là phải chú ý đến hoạt động và sinh hoạt của mình và với dòng sản phẩm nấm linh chi này thì khi sử dụng các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm và với dòng sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc này, cách tốt nhất để tận dụng được hết những công dụng mà nó mang lại thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 2 đến 3 lần và chúng ta sẽ sắc trực tiếp với nước sôi. Và với khi mà chúng ta sắc như thế này thì chúng ta hãy uống như trà Và với cách sử dụng như thế này thì chúng ta có thể tận dụng được hết những công dụng mà nấm linh chi mang lại cũng như là để mua được dòng sản phẩm tốt nhất chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1 kg đến từ Hàn Quốc và hy vọng với những thông tin Kêu Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.